Hạnh các thánh, ngày 28 tháng 2, thánh Gregorio II, năm 731, sinh ở Roma, ngay từ khi còn trẻ Gregorio đã dính dáng đến công việc của giáo hội. Chính thánh giáo hoàng Sergius I là người nhận thấy những đức tính cao quý nơi người trẻ tuổi này và đã tấn phong Gregorio làm trợ phó tế. Ngài phục vụ liên tiếp dưới 4 triều đại giáo hoàng với chức vụ thủ quỹ và sau đó là quản thủ thư viện. Ngài được giao cho các nhiệm vụ quan trọng và tháp tùng đức giáo hoàng Constantine đến Constantinople để phản đối hoàng đế Justinian II về các nghị định chống lại Tây phương của công đồng Chalon II. Năm 692, sau khi đức Constantine từ trần, Gregorio được chọn làm giáo hoàng và được tấn phong năm 715. Thánh Gregory II đức Gregorio làm giáo hoàng trong 15 năm. Trong thời gian này, Ngài tổ chức các thượng hội đồng để chấn chỉnh các nhũng lạm, ngăn chặn lạc giáo và cổ vũ tinh thần kỷ luật và luân lý. Ngài tái xây dựng một phần lớn các tường thành Roma để bảo vệ thành phố này chống với các cuộc tấn công của quân Lombard. Ngài tái thiết nhiều nhà thờ, và đặc biệt rất quan tâm đến người đau yếu và người già. Đan viện thật lớn gần nhà thờ Thánh Phaolô đã được tái thiết cũng như tu viện của Monte Cassino mà quân Lombard đã phá hủy cách đó 150 năm. Ngài tấn phong Thánh Boniface và Thánh Corbinian làm giám mục để đi truyền giáo cho các sắc dân ở Đức. Và cũng như Đức Gregorio I, Ngài biến dinh thự của gia đình Ngài thành một đan viện. Chính trong những cuộc thương thuyết với Hoàng đế Leo III mà người ta mới thấy sức mạnh tinh thần cũng như sự kiên nhẫn của Đức Gregorio. Hoàng đế Leo đòi phải tiêu hủy tất cả các ảnh tượng thánh và trừng phạt những ai không tuân lệnh. Khi các giám mục không thuyết phục được Hoàng đế về sự sai lầm của ông, họ thỉnh cầu đến giáo hoàng. Một đảng, Đức Gregorio cố gắng thay đổi ý nghĩ của Hoàng đế. Đảng khác, Ngài khuyên dân chúng trung thành với Hoàng tử, luôn luôn khuyến khích các giám mục chống với tà thuyết. Đức Gregorio II từ trần năm 731.